của những chị bị áp xe nặng á cô. Thu Vân á, chị có hỏi là chị bị áp xe, tình trạng ngực của chị là bị 2 tuần, chị đi kiểm tra bác sĩ thì bác sĩ nói là phía bên trong có mủ và cho thuốc kháng sinh kháng viêm về uống chờ 2 tuần để đi tái khám lại, và nếu như mà được thì sẽ chích mủ ra. Thì mình có cái biện pháp nào thay thế không cần chích không cô? Thì cái trường hợp như của con á, thì cô nói là những cái trường hợp mà nó bị áp xe rồi á, nhưng mà nếu mà con như bên cô mà nếu mà dán cao và mà cứ dùng cái thuốc kháng sinh thì nó lại càng cứng càng lâu. Những cái trường hợp mà bên áp xe rồi thì dán cao ở bên cô á, thì những cái nào mà nó đang tập trung đến thì nó sẽ đẩy đi, và những cái nào tập trung rồi thì nó sẽ làm mềm ra. Dù là con có phải hỗ trợ, bác sĩ hỗ trợ chăng nữa thì nó cũng phải mềm ra, nhuyễn mủ ra và nó kéo đầu lên, thì bên bác sĩ mới có thể dùng, mới có thể là chích áp thay thế nữa. Là con dùng cái cao dán của bên cô, là cao dán An An á, là con dán vào thì nó sẽ làm mềm ra, và nó sẽ làm có những trường hợp á thì không cần phải mổ nữa mà nó sẽ khỏi, vì nó sẽ theo cái tia sữa nó đi ra. Cái thứ hai nữa này, có những trường hợp mà da vú nó mỏng thì nó có thể bể ra ngoài được nhá.